Ngọc kính chào quý vị, thưa quý vị, ngày hôm nay với một chương trình làm đẹp với công ty mỹ phẩm Forever Beaumore. Một sản phẩm mà đang ra thị trường loại mới nhất đó là kem dưỡng quầng mắt được bào chế từ đa tế bào gốc thực vật. Thưa quý vị, đa tế bào gốc thực vật là gì? Như quý vị biết đó, là có rất là nhiều tế bào gốc, nhưng mà tế bào gốc thực vật là một loại tế bào gốc an toàn nhất và được FDA Hoa Kỳ người ta công nhận để cho bán ra thị trường, thưa quý vị. Kem dưỡng tế bào gốc 24 giờ dùng cho quầng mắt, nó tái tạo lại tế bào gốc của quầng mắt của mình như thế nào, nó đặc trị thế nào, thưa quý vị. Những chức năng chính là những người bọng mắt, quầng thâm mắt và những lằn nhăn dưới mắt làm chúng ta già đi hàng chục tuổi, đúng không? Chỉ cần một đêm quý vị ngủ mà không có thẳng giấc, sáng dậy nhìn quầng mắt nó bị thâm hay là bị bọng mở mắt hay là mắt bị lờ đờ, thấy chúng ta rất là già đi. Bởi vậy kem dưỡng quầng mắt rất là quan trọng cho người phụ nữ. Thưa quý vị, kem dưỡng quầng mắt dùng để tái tạo lại tế bào gốc của quầng mắt chúng ta với các thành phần đặc biệt như thế này, gồm có 3 loại tế bào gốc thực vật. Thứ nhất, tế bào gốc của thực vật của nho có một tính chất đặc biệt giúp tế bào gốc có khả năng bảo vệ da, chống lại các tia cực tím của mặt trời và các hơi nóng gây ra. Nếu chúng ta sử dụng tế bào gốc của nho, nó bảo vệ cái quầng mắt chúng ta tránh khỏi cái sự căng thẳng. Kế nữa, tế bào gốc của hoa hồng mọc ở độ cao 2000m từ núi Alps có khả năng, cái loại hoa hồng này đặc biệt lắm quý vị, nó khả năng chống lại tuyết, bão và thời tiết khắc nghiệt nhất. Các đặc biệt và đặc điểm của nó trong tế bào gốc của loại hoa hồng này sẽ chuyển giao cho da, tăng cường chức năng và giảm sự lão hóa, chống lại cái sự khắc nghiệt của môi trường, cái bức xạ UV và những cái nơi ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động và sức sống của quầng mắt. Cuối cùng là tế bào gốc của táo giúp cho da tăng sức sống, tái tạo lại một làn da mới, bảo vệ quầng mắt chưa trưởng thành. Khả năng tồn tại của tế bào cần được duy trì và bảo vệ quầng mắt của chúng ta. Về cơ bản, nó phù hợp cho mọi lứa tuổi và sẽ làm trẻ hóa lại quầng mắt của chúng ta. Thưa quý vị thấy đó, khi mình dùng kem dưỡng quầng mắt, mình dùng sai rất là nhiều. Nhưng quý vị nào thường thường là mình hay sức lên là mình trây ra như vậy, nó sẽ hư mắt quý vị. Quý vị chỉ cần dùng hai ngón tay như thế này, quý vị chấm kem lên và đưa vào quầng mắt mình, chấm nhẹ như thế này. Thưa quý vị, cái chất kem nó sẽ thấm vào quầng mắt quý vị, cầm mà quý vị cứ đẩy tới đẩy lui vậy, nó sẽ làm nhăn quầng mắt chúng ta. Bởi vì cái quầng mắt chúng ta đó rất là nhạy cảm. Thì quý vị khi dùng kem, không như lặp lại là chấm kem vào ngón tay và đẩy nhẹ, để nhẹ chấm vào quầng mắt. Như vậy là đúng cách nhất, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, khi mình dùng kem dưỡng quầng mắt đó, nó giúp các bọng mắt tan đi nhờ chất COQ10 nằm ở trong cái sản phẩm này. COQ10 là một cái loại nó giúp cho luân lưu các mạch máu dưới da. Mình thấy là bọng mắt mình đó là tại vì mỡ nằm ở dưới, rồi nó làm cho bọng mắt mình phình to ra và thấy già nua, hoặc là mạch máu chạy không được, làm cho mắt mình có những cái máu bầm nằm dưới da, nó tạo ra cái quầng mắt của chúng ta. Vì vậy khi quý vị xức cái loại kem này lên đó, quý vị sẽ cảm nhận được nó ấm ấm, nó nóng nóng. Thì cái ấm ấm nóng nóng đó đó là lúc đó cái chất COQ10 trực tiếp tác động vào cái quầng mắt quý vị, làm tan đi cái mỡ dưới da, làm tan đi các bọng mắt và làm tan đi những cái màu nâu, những cái đốm quầng thâm mắt xung quanh quý vị, và đặc biệt làm căng lên những vết nhăn xung quanh quý vị chỉ sau 3 đến 4 tuần sử dụng. Quý vị, đây là một cái loại sản phẩm dưỡng quầng mắt cao cấp nhất của Nhật. Với kết hợp những loại tế bào gốc đó, chúng ta có thể có được một loại kem dưỡng quầng mắt giúp cho đôi mắt quý vị sáng. Mỗi lần căng điểm không cần phải lo mà che khuyết điểm những bọng mắt, quầng thâm mắt hoặc là những vết nhăn mắt quá nhiều. Với loại kem đặc biệt này đó, chỉ trong thời gian ngắn đó, quý vị thấy được cái đôi mắt chúng ta nó khác hoàn toàn, nó tươi hoàn toàn. Đặc biệt nhất, cảm thấy có những người khách là cái bọng mắt rất là to, thì các chị nói là chị trị 5-7 năm nay không có hết. Nhưng mà chỉ xài cái này khoảng từ 2 đến 3 tháng thôi quý vị, thì những cái bọng mỡ dưới mắt nó hoàn toàn nó tan biến mất và nó săn rất là gọn. Thậm chí người hỏi chị là ô, có phải là mày đi cắt mỡ mắt không? Thưa quý vị, đừng làm như vậy, rất là nguy hiểm cho làn da của mình, nguy hiểm cho đôi mắt của mình. Hãy dùng kem dưỡng da tế bào gốc xung quanh vòng mắt này. Từ từ cái mỡ bọng mắt quý vị nó sẽ tan dần dần. Bởi vì mỗi lần quý vị sức lên á, quý vị thấy cái độ ấm ấm nóng nóng của nó là lúc đó nó đang làm vỡ cái mỡ ra và làm tan cái mỡ vòng mắt của quý vị. Đồng thời nó luân lưu những mạch máu dưới vòng mắt để đưa những cái đốm nâu, những cái vết thâm vòng mắt mờ dần đi và rất là an toàn. Quý vị không có bị cay mắt khi sức vào mắt. Thì quý vị nhớ cách dùng rất là quan trọng. Quý vị nhớ cách dùng cho quầng mắt, nó không có phải cầm để mà sức mà trây ra vậy sẽ hư quầng mắt không như có chị quý vị rồi đó. Hãy chậm thật nhẹ vào quầng mắt của mình để giúp
tái tạo lại cái quầng mắt của chúng ta một cách nhanh nhất và an toàn nhất. Một lần nữa, với loại kem đa tế bào gốc, kem dưỡng da xung quanh vòng mắt, gọi là stem cell eye gel đa tế bào gốc này, sẽ giúp quý vị phục hồi lại những vết nhăn, những vết thâm và những bọng mắt, những bọng mở mắt xung quanh mắt quý vị một cách nhanh nhất, an toàn nhất bằng đa tế bào gốc thực vật. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã theo chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình talk show kỳ tới.